trong ăn uống là em không ăn được thịt mỡ với lại cá mà có mùi tanh là em không có ăn được. Dạ là có ăn thịt mỡ không? À, em không ăn thịt mỡ. À được, hai đứa không ăn thịt mỡ luôn được. Lý do tại sao thích gái da trắng? Thì em cũng da trắng, em muốn vợ em sau này cũng da trắng, đẻ con ra cũng da trắng. Trời ơi, vậy chứ đang đang. Bộ nhà anh là quan niệm phải có con trai hả? Không, ví dụ như là trong gia đình mình cũng phải có nếp có tẻ vậy đó. Sinh một đứa con gái đó chứ không? Thì hàng xóm nói này nói nọ thì mình bắt buộc phải kiếm những đứa con trai vậy. Mời nhà trai. Chào anh trai. Dạ, chào chú Quyền Linh. Xin được mời nhà gái. Chào em, mời em ngồi. Bây giờ mình thông qua hàng rào mình nói cho nhau nghe, giới thiệu rồi công việc rồi thì đường tình duyên thế nào nhá. Trước tiên thì con xin chào chú Quyền Linh, em chào chị Ngọc Lan. Chào em. Chào nhà gái luôn. Và em xin chào quý vị khán giả luôn. Xin tự giới thiệu em tên là Hoàng Thanh Vinh, sinh năm 1995, tại là đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh, còn quê của em là ở Huế. Em đang làm ở trong một cái xưởng sản xuất quần áo. Công việc của em là cắt hàng và quản lý hàng hóa, em xin hết. Hiện nay làm ở đâu Vinh? Dạ em làm ở Tân Phú. Tân Phú hả? Dạ đúng rồi. Mời nhà gái. Dạ lời đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan, bạn nam bên kia và toàn thể khán giả đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Em tên là Trịnh Thị Hà Giang, năm nay em 28 tuổi. Hiện tại thì em đang làm hành chính nhân sự tại công ty cổ phần viễn thông FPT. Em đang làm ở đâu? Em đang làm ở bên quận Tân Phú. Em sinh ra ở ngoài Thanh Hóa, lớn lên ở Đắk Lắk và vào trong Sài Gòn học tập và làm việc. Hiện tại thì nhà em đã di chuyển vào Dĩ An, Bình Dương để sinh sống. Ủa Giang làm đâu Giang? Em làm ở bên Tân Phú anh. Tân Phú hả? Ủa gì sát bên Vinh rồi. Vinh làm ở đâu? Dạ ở Vinh làm ở Lê Thúc Hoạch à. Có bên kia ở đâu? Em ở đường Thống Nhất. Gần quá rồi ha. Không chừng đi ăn sáng rồi có gặp nhau rồi đó. Đúng rồi. Bây giờ thì nói cho bên nhà gái biết ưu điểm khuyết điểm của mình đi Vinh. Điểm mạnh của em là siêng năng cần cù, chịu khó tìm hiểu những cái mới. Còn điểm yếu của em là thứ nhất là trong ăn uống là em không ăn được thịt mỡ với lại cá mà có mùi tanh là em không có ăn được. Chị em ăn gì? Dạ em ăn thịt cá nhưng mà ăn được, nhưng mà trong ăn lúc chế biến. Ăn thịt nạc không đúng không? Dạ đúng rồi. Thịt nạc. Ăn cá là ăn xương không đúng không? Không, ví dụ như là người nào chế biến là cá không có mùi tanh là em ăn được. Không mùi tanh mới ăn được. Dạ, khó dạ, ha. Khó ăn dữ vậy trời. Cái tật xấu là gì không? Cái tật xấu lớn nhất của em là gặp người lạ là khó tiếp xúc. Không tiếp xúc người lạ được. Dạ đúng rồi. Vậy hồi gặp cô kia là quắt rồi sao? Thì chắc phải chịu khó mở lòng chút xíu. Đó mở chịu khó mở lòng đi. Dạ dạ. Tập từ từ nó quen à. Dạ. Thôi mời nhà gái. Nhà gái nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình nào. Dạ ưu điểm của em thì vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình và khi nào cũng luôn luôn là tràn đầy năng lượng. Khuyết điểm của em thì về nấu ăn những cái món đơn giản thôi, còn mấy món phức tạp thì cũng nấu được đó nhưng mà hơi khó ăn một chút xíu. Có nấu cá được không? Cá thì hầu như là em không nấu được, ít nấu lắm. Rồi trời ơi về là có ăn thịt mỡ không? Em không ăn thịt mỡ. Được, hai đứa không ăn thịt mỡ luôn được. Ăn thịt mỡ giống tôi em hơi mập chút à. Đường tình duyên sao nè, Vinh nói cho bên Giang nghe coi. Dạ em là có hai mối tình. Mối tình đầu tiên là từ lúc hồi trước 18 tuổi, là tình yêu còn nhỏ nên không tính đi. Tình yêu còn nhỏ hả? Còn mối tình thứ hai là lúc em 18 tuổi trở lên rồi, là quen cũng được 2 năm. Cái này là cái biến cố, chút xíu nữa là sẽ dẫn tới hôn nhân. Nhưng sao mà lúc quen? Đó em suy nghĩ về gia đình của em á. Tại vì gia đình của em hoàn cảnh còn khó khăn, nếu mà em cưới vợ là em sẽ không còn phụ giúp gì cho gia đình mình được hết trơn á, nên em sẽ dừng lại. Cái đó đâu phải biến cố, cái đó mình cố tình chứ biến cố gì. Cái lúc đó là em đã suy nghĩ rồi. Là cố biến chứ không phải biến cố. Tức là em thấy khó khăn quá em dừng lại. Dạ đúng rồi. Tức là mình cố rút lui để cho, nhiều khi sợ bên kia khổ mình cũng khổ đúng không? Đúng rồi. Rồi giờ đủ sức để có cho hay nửa chừng cái không? Dạ rồi. Cố biến nữa. Dạ, bây giờ là không còn cái gì hết trơn. Bây giờ chỉ còn cái trở ngại là kiếm vợ thôi. Kiếm vợ, cưới liền không? Dạ được. Chuẩn bị gì lấy vợ chưa? Cũng có một số vốn nhỏ. Đó. Có nhà rồi chưa? Có nhà chưa kìa chị Lan hỏi rồi. Nhà có thì có ở Huế, còn thành phố thì chưa. Chưa không? Ở nhà trọ đúng không? Dạ. Thì có gì về bán nhà ở Huế vô đây rồi. Được không? Dạ chắc không chị ơi. Không, ở nhà của ba mẹ thôi. Không lẽ bán ba mẹ vô đây luôn. Lấy vợ là hai vợ chồng cùng làm việc là cũng sẽ mua được nhà. Đúng rồi. Ít có ai mà lấy vợ lấy chồng mà có nhà liền lắm. Đó, ít lắm. Đồng vợ đồng chồng tác tiếng đồng cũng vậy. Lấy vợ cưới vợ rồi về còn chưa có nhà nữa. Không? Không có lo ha em ha. Rồi giờ sao tình hình đường tình duyên nè? Em thì cũng có 2 mối tình. Mối tình đầu tiên thì khoảng 2 năm do hai đứa không hợp quan điểm nên chia tay. Mối tình thứ hai thì khoảng gần 3 năm. Đó là do em bị cắm sừng. Nào kỳ lạ vậy? Ta xinh đẹp gì mà cắm sừng ta? Nó xinh vậy mà đi cắm sừng thiệt. Ông ẩu thiệt ẩu à. Ông đúng lạ lùng. Mong muốn có người yêu như thế nào nè, nói chị Lan nghe. Dạ em mong muốn bạn nam là người trưởng thành, ngoại hình thì ưa nhìn, chín chắn và thật thà, đặc biệt là không gia trưởng. Dạ. Không hút thuốc và không vũ phu. Không vũ phu. Đúng rồi, đúng rồi. Đó. Được không Vinh? Dạ được, dạ được, dạ. Đó, được. Ta đưa ra yêu cầu vậy rồi nhắm được bao nhiêu phần trăm? Dạ mấy cái đó em làm được hết. Làm được hết đúng không? Dạ. Nhớ nha. Giờ mình hỏi thêm về ngoại hình đi. Em tưởng tượng người yêu của em là ngoại hình ra sao nè? Cao ráo chứ. Cỡ nhiêu? Cỡ 1m7. 1m7. Rồi mập ốm ra làm sao để chị Lan qua coi. Vừa vừa thôi, đừng có mập quá. Ngon ăn mỡ ra biết rồi đó. Đừng có gầy quá. Rồi gì nữa, khuôn mặt làm sao? Khuôn mặt mình nhìn vô thấy sáng. Rồi để chị Lan qua coi nha. Dạ chị ngắm giúp em. Sao? Bên nhà trai tôi xin trai à? Chào nhà trai. Dạ em chào chị. Chị thấy là tương đồng với những cái mà em đang mong muốn đó. Sáng sủa luôn á. Sáng trưng. Dạ. Giờ tới mình thì sao? Mình mong muốn có người yêu như thế nào? Thì điều đầu tiên là da trắng. Thì tự giống em được. Da trắng tươi như bột được không? Chén chén được đó. Da trắng. Dạ, rồi da trắng dài. Thân hình mignon giống em, có gì để em bùng cho nó dễ. Bồng luôn ha. Đâu thì lỡ có gì thì mình bồng cho nó dễ thôi, không có gì hết trơn á. Ngồi qua bồng thử nha. Với lại là biết thương yêu người trong gia đình. Lý do tại sao thích con gái da trắng? Thì em cũng da trắng, em muốn vợ em sau này cũng da trắng, đẻ con ra cũng da trắng. Trời ơi, vậy nó đen như tôi không được rồi đúng không? Không phải luôn. Trắng vậy thì cỡ vậy được không? Được, như chị là quá được. Vậy là ok đúng không? Lan phải sức kem trộn nó chứ không trắng mất gì đâu. Rồi. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân nè. Nhà gái đi với ai cưng? Dạ hôm nay em đi với mẹ em, anh trai với lại là chị dâu. Rồi có cả mẹ luôn. Dạ chào nhà gái. Rồi bây giờ mình đi con. Đại diện nhà gái nè. Bây giờ cho mẹ nói trước đi. Sao thấy chàng rể tương lai bên đây được không? Chàng trai này cũng được đó. Được không? Được. Nãy giờ thấy nó hiền hay dữ? Hiền. Hiền hả? Giờ nếu như chàng trai mà muốn cưới liền á thì cô chịu không? Chịu luôn. Chịu luôn hả? Dạ rồi. Cảm ơn cô. Em chào anh Quyền Linh ạ. Chào chị. Chào toàn bộ khán giả. Em là Trường, anh trai của Giang. Thì em thấy là nhà trai cũng dễ thương. Được. Nếu được thì cứ cho cơ hội để có thể là hẹn hò với nhau. Em yên tâm đi, anh làm bất động sản nên là cứ mua thì cứ hai đứa lấy xong rồi mua thì liên hệ anh. Cái đấy nhà cửa thì yên tâm. Rồi, cảm ơn em. Anh có miếng đất nào dư dư anh cho hai đứa nhỏ cũng được. Cũng được. Đó, ngon lành. Rồi nhà trai đi với ai? Dạ, em đi với hai dì với một dượng. Chào nhà trai ạ. Em chào anh Quyền Linh, chào Ngọc Lan, em chào nhà gái, chào quý vị khán giả. Thấy nhà gái cũng dễ thương, cũng hiền, thấy hai đứa cũng hợp đó. Dạ. Có gì thì hai đứa cho nhau cơ hội rồi làm quen. Được thì mình tiện tới luôn. Dạ, em xin hết. Được cái đãi chè hẻm hay không nha? Ở Quế là chè hẻm là mắm tép rồi hả? Dạ. Bánh bột lọc. Bánh bột lọc rồi đó. Cảm ơn nhà trai ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cho đôi trẻ gặp nhau. Mở rào. Cô bên kia tên Giang nha. Nhớ nha, cho kỹ nha. Bên đây tên Vinh. Hai người ghép lại Vinh Giang. Vinh Giang. Bắt đầu đi Vinh. Anh có hai món quà tặng chưa? Ok. Mở quà ra, tặng gì đó mở ra coi. Đây là cái áo khoác. Cái áo khoác. Rồi đưa cái bông đây. Áo khoác ví dụ như là lúc em ra đường có nắng nóng gì thì em khoác vô. Rồi đó khoác cho bạn gái thử coi vừa không. Trời, mới quen mặc áo hoặc quần rồi đó. Đổi xài lại. Chứ đổi sao? À, Giang tặng Vinh gì đó. Em tặng cho bạn một cuốn sách. Hai này chắc là không ăn mỡ đúng luôn. Đều nhau ghê. Em tặng cho bạn một cuốn sách là Dám Nghĩ Lớn. Dạ. Cảm ơn. Rồi người ta, người gái nhận quà rồi. Bây giờ mình về đối diện với nhau nói chuyện đi Vinh. Anh nhìn thấy em là anh thấy rất là hợp con mắt của anh. Em thấy anh cũng ok. Cũng được. Nhưng mà anh có cảm nghĩ nào khác về em không? Lúc chưa gặp em là anh chỉ nghĩ em có một đầu tóc màu đen. Nhưng mà nó không cái đó thì không quan trọng hết trơn. Nó chỉ có mỗi đó thôi đó. Còn da trắng thì được. Hiện tại là nhà của mình là đang ở ngoài Huế hả? Đúng. Bố mẹ anh ở ngoài đó luôn? Không, bố anh ở mất rồi. Còn hiện tại em đang ở đâu ta? Hiện tại em đang ở Dĩ An, Bình Dương. Nào anh hẹn ngồi anh chạy xuống đó kiếm em. Còn anh này ở Tân Phú, Vườn Lài. À. Ủa, ngay đường Vườn Lài luôn hả? Đúng rồi. À. Anh quan này như thế nào về tình yêu và cuộc sống hôn nhân? Thì anh thì gọi là anh tin chung thủy và tin tưởng và sẻ chia cho nhau. Anh cũng lớn rồi, tới tuổi trưởng thành rồi chứ còn đâu phải là cái gì cũng hấp tấp nữa đâu mà. Hồi nãy anh chưa nghe em nói rõ về em đang làm cái gì á. À, hiện tại em đang làm hành chính dân sự. Anh đang làm gì nãy em cũng nghe nhỏ á. Anh thì anh đang làm bên một cơ sở sản xuất quần áo. Anh đang làm cắt hàng với lại quản lý hàng hóa. Vậy là công việc đó anh làm lâu chưa? Rất là lâu rồi. Coi như là công việc ổn định đó. Dạ đúng rồi. Bây giờ quan điểm về gia đình như thế nào? Đàn ông phải làm gì trong gia đình, phụ nữ phải làm gì đó, trao đổi đi. Anh có ngại làm việc nhà không? Giống như là một người một tay thì anh sẽ thích. Còn giống như mà để đi làm về hai người cùng mệt mà. Đây em nằm em coi tivi còn anh đi quét nhà, cái đó nó hơi kỳ kỳ. Nếu mà lấy nhau về thì giống như là chồng và vợ thay phiên nhau. Giống như là vợ quét nhà thì chồng rửa chén, hay là cho vợ nấu ăn thì chồng lặt rau vậy đó. Một người một tay một chân thì sẽ vui hơn. Sau thời gian làm việc hoặc những ngày nghỉ anh thường làm cái gì? Nếu được nghỉ thì anh sẽ dùng thời gian đi du lịch. Giống như ở Sài Gòn đúng không? Nghĩ là anh sẽ đi Vũng Tàu, anh tắm biển, tắm đồi vậy đó. Giống như chủ nhật nghỉ thì anh sẽ đi uống cà phê hay đi qua nhà chị dâu với anh trai chơi vậy thôi chứ anh không có đi đâu hết trơn. Quan điểm về con cái thế nào, con trai, gái sao đó? Sau này em nếu được thì em muốn mấy đứa? Em thì muốn 2 đứa thôi. Cũng cùng với anh được. Hỏi nhà gái coi mình quen nhau bao lâu thì nhà gái cho nhà trai bước qua. Đúng rồi, nếu mà được thì khoảng bao nhiêu lâu chúng ta có thể kết hôn được? Ừ. Em cảm thấy khi nào mà chúng ta đủ tìm hiểu nhau, đủ gọi sự chín chắn trong tình yêu thì mình sẽ kết nối với nhau. Bây giờ Vinh đứng lên nè, đứng đây. Giang đứng lên, hai đứa lại gần chút xíu nữa. Ôi sao ta lạnh thế? Hai đứa rất là đẹp đôi nha. Đúng. Rồi hỏi giờ về nhà em thích con gái đầu lòng, con trai đầu lòng? Em thích con gái, con trai đầu lòng. Em thì nam nữ thì đều được. Nhưng mà anh muốn con trai để em đỡ áp lực, chứ không có gì hết trơn. À, bởi nhà anh là quan niệm phải có con trai hả? Không, ví dụ như là trong gia đình mình cũng phải có nếp có tẻ vậy đó. Sinh một đứa con gái đó chứ không? Thì hàng xóm nói này nói nọ thì mình bắt buộc phải kiếm những đứa con trai vậy đó. Chứ còn giống như con trai hay gái gì cũng là con của mình mà, đâu phải con của hàng xóm đâu mà trời. Rồi hàng xóm nói hoài không đẻ được con trai thì sao? Thì ráng thêm đứa thứ ba, nếu không được đứa thứ ba thì thôi chứ sao nữa. Trời đất ơi trời, lỡ không ra được đứa con trai nào hết rồi sao? Thì 3 đứa là dừng. 3 đứa đúng không? Hứa nghe, đừng nói về bắt người ta đẻ đi ạ. Nói đi, em quan niệm sao, nói với con trai đi. Thực ra thì em quan niệm là ví dụ dù gái hay trai gì thì đứa con của mình đã sinh ra thì mình sẽ có trách nhiệm với nó. Và em cũng thực sự là mong muốn một người bạn trai của mình thật là cảm thông và chia sẻ nhau. Và đặc điểm là phải thật thà, lo cho gia đình. Nó muốn 3 đứa liên tục luôn đó. Nếu mà không có con trai là phải 3 đứa con gái luôn đó. Được không? Nói với anh đi. Nghĩ là chỉ nên 2 thôi. Cái đó thì mình sẽ bàn bạc lại sau. Sao bàn thì bàn đi luôn đi. Nếu 2 đứa con gái thì sao? Tới lúc đó tính. Ông này muốn trai. Ông này muốn con trai. Đúng rồi. Không được rồi. Phải bàn với nhau rõ ràng ở trên cái chỗ sân khấu này. Cho nó thống nhất quan điểm và lấy đây làm bằng chứng. Bây giờ thí dụ em nói đi, nếu mà 2 đứa là con gái luôn thì là sao? Nếu là gái không thì 2 đứa anh vẫn chịu. Ok ha. Giữ cái đoạn clip này lại nha quý vị. Mai mốt mà đẻ tới đứa thứ 2 mà vẫn là con gái mà bắt đẻ nữa là lấy cái này ra liền nghe chưa cưng? Nếu cho nó xóa clip luôn. Sao em thấy anh sao? Có được cho em không? Được. Khoảng bao nhiêu % trong mắt của em? Khoảng 80%. Rồi bây giờ chuyện này quan trọng nè. Lấy nhau về rồi tiền ai giữ? Em là giữ tiền nhức đầu lắm. Vợ giữ đúng không? Ok. Về ghế ngồi đi được rồi đó. Đà Lạt Miêu, di sản từ cao nguyên. Nãy giờ mình nói chuyện mình cảm nhận về nhau hết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đưa ra quyết định. Theo mắt của chị Lan thì chị Lan thấy hai bạn rất là đẹp đôi. Rồi bây giờ quyết định là nằm ở hai bạn. Chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định của mình. Và sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1, 2, 3. Giang không bấm. Có bấm à? Có không? Có mà bấm nhẹ. Làm tôi, nhà trai tôi lo đó. Có một chút lưỡng lự, đúng không? Em hơi lưỡng lự một chút xíu về bạn nam bên này. Tại vì Nhà bạn hơi xa, tức ngoài Huế lận. Nhưng mà bạn đang ở trong đây mà. Gia đình bạn đang trong đây mà. Tại vì em bị say xe. À, bị say xe hả? Bị say xe. Đi máy bay. Máy bay có say không? Dạ, không say. Nếu không say nó cho đi quả tiễn. Rồi, chúc mừng hai đứa đã hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau đi nào. Đó, bây giờ nói với mẹ kìa, với anh kìa. Thấy anh rất là mừng luôn á. Cho phép từ con quen nhau rồi hứa cái gì đó, hứa đi. Dạ, thế thì con xin chào bác. Nếu mà con tiến tới được với em thì con xin phép sẽ lo cho em đến hết cuộc đời của con luôn. Hứa rồi đó. Ở đây có tới 8-9 cái camera lận, yên tâm. Xin phép anh trai cho em hôn con gái cái. Dạ, xin phép anh chị cho em được hôn bạn cái. Dạ, anh trai coi bộ gả được nhỏ em đi, coi bộ mừng dữ à. Rồi, chúc em hạnh phúc nha. Đây là phần quà dành cho các bạn. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity, một bộ sản phẩm trọn gói nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Hôm nay về thương nhau, mặc áo cho nhau. Rồi, đi đi. Rồi, đi đường này ha. Rồi, chúc mừng cặp đôi đầu tiên. Họ đã bấm nút hẹn hò rồi quý vị. Hy vọng đồng hành cùng với mình. Dạ. Như thế nào? Em muốn có một người đàn ông đồng hành với em khoảng đời còn lại, là người đó biết lo làm ăn, biết thương vợ thương con, biết chăm lo cho gia đình. Còn về ngoại hình thì sao chị? Ngoại hình thì không có quan trọng lắm. Nói chung là người thì trung bình là được, không có đòi hỏi nhiều. Trời ơi, sao mà... dễ vậy đó hả? Dễ vậy đó. Dạ. Mà mười mấy năm à. Chào em, chào chị ạ. Dạ, em chào anh. Dạ. Bây giờ thí dụ như chị không lên trên Lâm Đồng với anh thì giờ anh xuống dưới Bình Dương với chị được không? Dạ, cái đó thì em chịu rồi, tại vì em còn cơ sở em mà vườn tược đồ hết rồi, heo gà được cái gì ngủ ở trên đó hết rồi. Dạ, em chị. Vậy là phải lên trên kia hen. Dạ. Ở trên đó vườn tược trồng gì vậy anh? Dạ em trồng sầu riêng ạ. Nhiều không? Tầm mấy xào thôi chứ nó không được. Mấy xào sầu riêng. Dạ. Rồi nuôi heo, rồi bán phở, hủ tiếu, bún này kia, giỏi vậy. Dạ, một mình em làm hết ạ. Đất đai đồ của mình hết á anh? Dạ. Nhà cửa đất đai của mình hết hả? Dạ, em có nhà riêng hết rồi đó. Dạ, trời ơi, giỏi quá trời luôn. Giờ chỉ thiếu vợ thôi. Dạ đúng. Bây giờ anh mong muốn có một người vợ như thế nào nè? Dạ, là em mong muốn người vợ là có như là người nhất là người phụ nữ của gia đình. Hai nữa là người phụ nữ đó đừng có bê bối, lụm thuộm á, đừng có càm ràm, có từng đó thôi, đơn giản thôi. Cô kia bên kia giỏi đó, người ta mười mấy năm ở vậy nuôi con rồi đó. Dạ, mình đi với ai vậy anh? Dạ, đúng là đi với cả ba em, mà tại vì là mờ ba em mất, mà có như ba em mới ra ngày hôm qua, đúng cả ba với cả ông chú rồi đó. À, rồi, không sao, có chú Quyền Linh. Dạ. Nhà gái ơi, dạ. Mình đi với ai? Dạ, em đi với 5 bạn đồng nghiệp. 5 bạn đồng nghiệp. Dạ. Rồi, dạ em chào nhà gái. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan ạ. Em là Tinh Hiền, em là đồng nghiệp với chị Hạnh. À, mình làm cùng công ty với chị Hạnh luôn hả chị? Dạ, em làm chung với chị Hạnh luôn. Chị thấy nhà trai như thế nào ạ? Dạ, hiện tại thì em thấy nhà trai thì cũng nhiệt tình, thấy cũng dễ thương, nhìn mặt thấy cũng hiền. Nhưng mà không biết sau này có hiền hay không, em không biết nha. Dạ, em thì nói chung hiền hả chị ạ? À, vậy hả? À, nhưng mà hiền nhưng mà cũng có cái nét hơi khó tính chút xíu nha. Cái về sau này thì hai anh chị thì sẽ tìm hiểu nhau, chứ hiện tại bây giờ em nhìn thì em không có nói được. Dạ. Nhưng mà em nói với anh như vậy, chị của em thì cũng rất là hiền luôn. Nói chung là chị của em thì rất là nhỏ nhẹ, người phụ nữ của gia đình đó. Chị em ấy thì anh Phi hơi chiều chị em tí nha, tại chị em mà giống như là nhõng nhẽo xíu đó, như vậy đó. Nhẽo cỡ nào chị? Cũng chảy ra luôn á. Trời ơi, anh ơi, em tắm heo xong chưa? Anh tắm ơi, heo xong rồi vô tắm với em à. Được không anh? Vậy được không anh? Dạ được. Được luôn á, hứa nha, đừng nói tắm heo xong rồi vô tắm cho bả đó. Dạ dạ. Hứa là làm đó nha. Nhõng nhẽo là vậy không? Cỡ vậy không em? Dạ, cỡ đó đó anh ơi. Đó đó. Quá trời quá đất rồi. Nói, gái nhõng nhẽo vui lắm á. Dễ thương không chứ. Thật ra đó là một trong những cái tính cách mà nhiều người đàn ông thích lắm á. Nũng nịu rồi kia đó. Dạ anh ơi, chị của em á thì tướng cũng bự bự giống như em vậy nè. Anh á thì em thấy hơi ốm á nha. Nên là về phải dỗ béo xíu nữa nó mới hợp với chị em. Thấy hơi nhỏ nha. Nói thật với chị đây, một mình em tự lo từ A đến Z hết rồi. Từ đi chợ, buôn bán, đừng nấu, đừng dọn dẹp, tự chăn nuôi, tự trồng trọt là một mình em hết đấy. Là không có người nào phụ á, có người bảo đảm sao ông sẽ mập lên. Trời ơi, heo ông nuôi còn mập đừng nói chi ổng, không có lo. Mai mốt mập quá rồi chê người ta nữa. Vậy được chưa nhà gái? Dạ ok ạ. Dạ. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta mở rào. Đâu chút mở rào ra chị nhõng nhẽo một cái cho ảnh coi ảnh có chịu được không? Không, em không chịu, em đâu. Em chỉ nhõng nhẽo lúc có hai người thôi. Rồi đó Bình. Các em không nhõng nhẽo đâu. Bắt đầu đi Bình. Dạ em chào anh. Chào em ạ. Lần đầu tiên tôi gặp em có một quà nhỏ nhỏ tặng em ạ. Dạ em cảm ơn anh. Cái là một cái ví tiền thì anh mong sao đó thì nãy giờ mình có duyên con nợ với nhau á, đừng để bao giờ cái ví nó hết tiền á. Dạ em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh để làm kỷ niệm ạ. Em gửi tặng anh món quà để làm kỷ niệm. Dạ. Rồi bây giờ mình ngồi đối diện nhau nói chuyện đi. Cảm nhận về nhau sao nè, nãy giờ nói chuyện rồi đó. Lần đầu tiên em cảm nhận về anh như thế nào? Dạ, em nghĩ là chắc anh cũng hiền. Cũng giống như mẫu người em thích. Thì nói chung còn anh thì cũng nhìn em cũng xinh cũng được. Em thì quan điểm như về tình yêu như thế nào ạ? Em thì quan điểm về tình yêu luôn luôn thương yêu và chung thủy, quan tâm và biết chia sẻ. Quan điểm của anh cũng giống em vậy ạ. Dạ. Hiện tại là anh buôn bán đồ ăn sáng hả anh? Đúng rồi. Bán ở đâu vậy anh? Có những bạn tại gia đình luôn á. Đạ Tẻh. Đạ Tẻh là đường đi Đà Lạt đó em. Tức dạ. Là em lên để gần tới đèo Bảo Lộc á. Dạ. Cách đèo Bảo Lộc khoảng vài coi em buôn bán này, coi như nhà là buôn bán tại nhà đó. Bán tại nhà hả? Vậy thu nhập có ổn không anh? Thì nói chung cũng được, một mình thì coi như chỉ có là làm ít thôi, giờ cũng làm một mình làm cũng nổi, tức là nói chung tương đối là ổn định đó. Là nhà mình mặt tiền đường luôn anh hả? Dạ đúng rồi ạ. Rộng không anh? Dạ nhà thì cũng được, cũng rộng rãi hết. Ví dụ giờ anh bán phở hủ tiếu bên kia bán đồ quần áo mỹ phẩm bên kia được không? Cái đó cũng được, cái đó thì quá tốt. Dạ. Hiện tại thì em đi làm và ở nhà thì em bán thêm đồ phụ nữ nữa. Ví dụ như em đi làm thì em nghỉ vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật. Một tuần em làm 5 ngày, em được nghỉ 2 ngày trong tuần, thì những ngày đó với lại em bán buổi tối và bán 2 ngày nghỉ trong tuần. Thì đó, đây có mặt bằng sẵn nè, sáng bán hủ tiếu bún phở, chiều bán đồ phụ nữ. Giờ anh chị hẹn hò như thế nào nè, người Bình Dương, người Đạ Tẻh? Xin hỏi em ở Bình Dương ở khúc nào ạ? Em ở Mỹ Phước 3, gần khu du lịch Đại Nam. Thí dụ tại vì anh một công việc thì mà em cũng đã biết rồi, một mình anh nên là quán xá heo gà tùm lum á. Vậy một tháng anh có thể gặp em được mấy lần? Một tháng là 1 đến 2 lần đúng không ạ? Dạ được. Theo em có ít hay không? Thì nói chung mà cũng phải tùy thuộc vào công việc. Hay thôi cuối tuần nghỉ thứ Bảy Chủ nhật giọt lên trên ổng. Em nghỉ nhiều mà trên đó cũng được. Dạ. Tại vì một tuần em được nghỉ 2 ngày, là 2 ngày đó em có thể dành cho bạn trai mình được rồi đó. Đó. Cứ lên phụ bán bún này kia xong cái em lụm con heo đem về. Một tuần mình lên phụ vụ cái mình đem cái gì về anh ha. Lần sau lên cái lụm con gà đem về, em lụm sạch chuồng cái ông về với em luôn. Rồi cái 11 em sợ anh trốn em quá. Không trốn đâu, quá đơn giản. Làm gì để nói gì nổi về Bình hả? Bây giờ là Bình bước tới với Hạnh chút xíu coi. Đó. Nắm tay nè. Nắm 2 tay. Có đến gần nói cho nó rõ hơn nè. Em chỉ nhõng nhẽo trong lúc có 2 người thôi. Có mà người khác em không có nhõng nhẽo. Dạ. Nhưng mà em nhõng nhẽo hơi nhiều đó. Anh có chịu được cái tính của em không? Nhõng nhẽo dữ lắm á, chứ không phải nhõng nhẽo ít đâu nha. Không sao cả. Được hả? Không sao cả mà em thấy anh không có tự tin gì cả. Tôi hôm nay đến đây á là một có duyên rồi. Rồi sau chương trình này á thì bây giờ tuổi anh cũng lớn, em cũng vậy, và mình cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu và để mà đi đến hôn nhân. Mà theo em là thì bao lâu nữa mình thể đi đến được hôn nhân được ạ? Cái tuổi của em thì cũng lớn rồi, cho nên là em không có quan trọng cái thời gian. Nếu như càng sớm thì càng tốt, nhưng mà quan trọng là mình đủ hiểu nhau và đủ thương yêu nhau, tin tưởng nhau thì mình đến với nhau, chứ còn không có quan trọng là thời gian bao lâu hết, tại vì không còn trẻ nữa, già rồi. Anh vậy đó. Giờ quan trọng nhất là Bình chưa có con á. Đó. Giờ sao hai anh chị bàn về vấn đề con cái rồi, thì coi đẻ cho ông bữa đi. Như thế nào, mong muốn của chị như thế nào? Thì mong muốn của anh á, dù cái hay trai chị 2 là đủ. Vậy là anh muốn có 2 đứa con hả? Nếu như mà anh muốn mấy đứa thì em sẽ sanh cho anh mấy đứa. Không, anh chỉ còn anh yêu cầu thì có 1, 2 thôi. Quan trọng là mình kinh tế mình nuôi được là được rồi, còn con đông thì vui. Em rất là yêu trẻ con. Rồi thôi về ghế ngồi đi. Dạ. Để tay nước bấm đi. Mời anh chị để tay vào nước bấm. Bình. Dạ. Nhắm bỏ mấy con heo lo cho bà nổi không? em dạ nhõng nhẽo à. Em mà thương yêu nhau thật lòng thì được hả? À, nhõng nhẽo lắm luôn á anh ơi. Dạ. Em mà nhõng nhẽo là anh khỏi làm việc luôn á. Ờ kêu hoài luôn vấn đề gì hết. Rồi bây giờ anh chị sẽ đưa ra quyết định của riêng mình, chấp nhận hay không chấp nhận. Nếu chúng ta cảm giác đây đúng là người chúng ta có thể nắm tay đi suốt đoạn đường còn lại trong cuộc đời này thì bấm ngay cái nút đó. Còn nếu như mà cảm giác không được thì không cần bấm. Chúng ta phải sống thật lòng mình nha. Khi bấm thì phải có trách nhiệm với nút bấm của mình. Chuẩn bị 1, 2, 3. Hết thời gian. Chị không bấm hả? Em gái không bấm. Em có thể nói một chút lý do Hạnh? Dạ, em cảm thấy chưa rung động con tim. Mình không bấm thì coi như mình là bạn bè, coi như có thêm một người bạn cũng tốt. Đúng rồi. Dạ. Thật ra Bình thế nào, Bình rất là hiền nhưng mà Bình thiếu cái quyết liệt, thiếu cái mạnh mẽ của một người đàn ông đó. Cái này đó thật ra mình luyện, mình mua bán mình có thể nói mạnh mẽ lên chút xíu, mình quyết liệt chút xíu để mình chinh phục một ai đó đó Bình. Mình về mình tập thôi chứ không gì chứ á. Buôn bán mình tập, mình cười tươi lên rồi mình nói năng cho nó mạnh dạn xíu. Nhiều khi đàn ông nói nhỏ không nghe gì, phụ nữ người ta cũng khó chịu lắm hả Bình ha? Tại vì em nói chung lên đây lần đầu tiên một cái từ cơ sở mất bình tĩnh. Đúng rồi, hơi mất bình tĩnh đúng không? Đó, cái cơ hội mà để trôi qua chứ sao. Giờ về lấy số điện thoại rồi cua nè, được đúng không? Đúng rồi, về lấy số điện thoại lâu lâu gửi gà rồi xuống. Thôi nói chứ mình sẽ làm bạn đi nha. Và biết đâu điều gì tới nó sẽ tới. Chúc hai em sẽ gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Chúc cho cái con đường tình duyên chúng ta sẽ sớm gặp may mắn để gặp người để cùng mình đi suốt cuộc đời. Rồi, cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình.